ơi. Em có hai chị không? Em có chứ. Em mượn một bạn quay được không ạ? Thùy là một cô bé và vẫn còn rất là non, cho nên là sẽ cần phải có một cái bạn trong ekip để hỗ trợ che cho cái phần quay đó. Khoan, cái chân Trang ơi, em nghĩ thay vì chụp trên xuống thì mình chụp nó lên để nhìn thấy cái khung nó đẹp không hơn. Không có thời gian đổi, có 10 phút thôi. Đúng không? 10 phút. Sẽ bị lộ. Nãy giờ hết 6 7 phút rồi. Mình chưa có hình, chưa quay luôn, nhớ chưa? Đùi xíu lên thôi. Mình tấm hình này rồi. Cũng không thể nào mà rồi, chụp đi. Hài lòng khách hàng được. Thật ra khi mà nhận được cái phần thử thách thì tụi mình cảm thấy khá là hào hứng. Tuy nhiên đến cái phần mà lựa chọn trang phục để mix and match á, thì mình cảm thấy là có hơi một chút bối rối. Bởi vì là tụi mình chỉ có 3 phút. Đúng rồi, 3 phút. Khi mà vào cái xào đồ thì Trâm thấy cái bộ màu đỏ và cái bra màu trắng nó rất là đẹp. Và mình muốn được mặc trang phục đó. Thời gian sẽ được phép bắt đầu. Chị Trang ơi, hiện tại em đang cảm thấy là chị bị nhỏ hơn so với các bạn rất nhiều á. Và chị bị chìm trong cái bát đằng sau á. Cái background Trang đằng sau á. Trang đứng lên gần hơn. Đúng rồi, ok. Đứng chính giữa là sẽ càng bị luôn. Ok, cho em một tấm của chị Trang khi ngồi cái án đó. Thôi, đừng ngã quá. Yes. Nhóm hiện tại chị đang có 3 người nha. Đẹp chưa? Cho em đẹp chưa? Rồi, bấm giùm em đi ạ. Ngồi cái giá hoa hậu để chỉ cái chân chị dài ra. Lan ơi, em cẩn thận cái phần này của em bị hở. Từ trên trai bạn đang bị chìm vào cái bách đằng sau á, cân nhắc nha đến việc bảo vị trí, nhưng mà đồng thời thế thì ở phía dưới monitor hai bạn đổi ghế cho nhau. Rồi, thật sự ra chị Trang là một người rất là giỏi, cho nên là vì cái sự mà gọi là kỹ tính và chị có hơi khắt khe một chút xíu, nhưng mà cũng vì một cái kết quả chung của cả nhóm thôi. Một người chắc thôi, tụi em vô set đứng đi, chụp cá nhân đi, vô set đứng, em vô dáng đi. Chị Trang cho em một tấm là một lần, một tấm nhất đi. Mọi thứ ok nhưng mà bạn này chưa ok. Khoan, bây giờ sắp hết giờ rồi. Chưa quay luôn. Chụp đi em. Tụi mình sẽ có một chút gì đúng đó. Vẫn gọi là hơi có cái sự lo lắng nhẹ. Và nhất là làm việc chung với đàn chị dưới một cái thử thách thì khá là áp lực về cái thời gian. Khoan, cái chân Trang ơi, em nghĩ thay vì chụp chơi xuống thì mình chụp nó lên để nhìn thấy cái khung nó đẹp không hơn. Không có thời gian đổi, có 10 phút thôi. Đúng không? 10 phút. Sẽ bị lộ. Nãy giờ hết 6 7 phút rồi. Mình chưa có hình, chưa quay luôn, nhớ chưa? Đùi xíu lên thôi. Mình tấm hình này rồi. Cũng không thể nào mà rồi, chụp đi. Hài lòng khách hàng được. Thời gian thực sự rất là gấp đúng không chị Thùy? Nói chung là hai tụi em cũng khá là gọi là nghe lời. Hai chị nói cái gì thì hai tụi mình cũng cố gắng tiếp thu hết. Đúng rồi. Có gì các bạn em còn 3 phút cuối cùng. 3 phút cuối. Chưa quay. Vô. Quay luôn. Khi mà biết được thời gian còn rất là ít thì mình cũng có hơi lúng túng một chút. Mình chỉ muốn là mình cũng có cơ hội để mình có thể thể hiện, mình có được những tấm hình đẹp. Bạn còn 1 phút 30 giây. One more time. Thiếu đoạn nhảy. Mình thấy cũng hơi có một chút xíu là bối rối, nhưng mà chung là chị em mình cũng làm khá rất là hài lòng. Đúng không ạ? Rút ra rồi, sao cái nữa. Rút ra. Ok rồi. Ý tí quay lại cho chị. Okay. Bác này luôn, tại vì chị chưa có cái bác ngay đây. Chị chăm. Gì là nhảy vô. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Phải. One more. One, two, three. Và thời gian của các bạn đã hết. Ok. Ê, nhìn này, em không có phải góc này, em góc khác mọi người. Kệ, không sao đâu em. Nhà nhiều góc mà. Của các bạn bắt đầu. Rồi, bây giờ xíu hồi là em đi hướng nào? Em đi hướng nào? Nhanh lên, nói lẹ lên đi. Ừ, đi hướng này đúng không? Rồi, 1, 2, 3. Ok, go. Nhìn này chèo. Hai bạn đứng sau lưng chị. Dạ. Hai bạn đứng sau lưng chị. Các bạn ơi, mình có một cái này cần nhắc là tại vì cái này là mình chọn ra top 8 để tiến nữa, mình vào mình thi tiếp á, nên là cái yếu tố catwalk rất là quan trọng. Thành ra là mình đẩy mạnh về cái việc là catwalk, hình ảnh catwalk nha. Rồi quên mà làm gì em nhớ không? Rồi, che tay nha, che. Rồi, biết rồi, cứ che tay đi. Cái này là nhóm mình đã hoàn toàn là toàn tâm, toàn ý và hợp tác. Phối hợp với nhau, Đúng rồi. Để cho ra cái sản phẩm là đều có ý tưởng của cả nhóm và khá là trộm vía thì khá là đoàn kết. Yes.
Có những cái mà tụi em chưa có thể hiểu được, nhưng mà có những cái tụi em cũng có thể chủ động được trong cái thần thái để làm sao mà bọn em thể hiện được cái cá tính riêng của từng bản thân. Ok, ok, áo giúp. Rồi chị. Cái gì đúng không? Dạ. Yeah. Chị xỏ cái đôi giày vô nhớ không? Còn 6 phút nữa. Cố định 2 lần. 1. Hoảng hốt ra. Chữ cái sự hoảng hốt là chị xuất hiện ở chỗ khác. Rồi. Cho em mượn một bạn quay, cho em mượn một bạn quay được không ạ? Thùy là một cô bé vẫn còn rất là non, cho nên là sẽ cần phải có một cái bạn trong ekip để hỗ trợ che cho cái phần quay đó. Còn 1 phút 30 giây. Chúng ta nhìn nhau ok? Dạ. Rồi, chân phải trước nha. Lần này là Trang làm việc với một cái team khá là mới, và cái sự ăn ý của nhóm lần này với Trang thì Trang chưa có cảm thấy quá là hài lòng so với những cái tập trước mà khi Trang làm việc với các bạn khác. Tóc. Có ai chỉnh tóc giùm bạn không? Cho tóc ra phía sau nè. Rồi ok. Mình thì không thể nào mà so sánh với chị Trang và chị Trâm được. Bọn em khá là hợp tác. Trong cái set quay đấy em sẽ nỗ lực hết mình.